Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Xác muối và vết thương. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Gióp, đoạn 5, từ câu 17 đến câu 27. Phước cho người được Đức Chúa Trời khiển trách. Vậy anh chớ coi thường sự sửa phạt của Đấng toàn năng, vì Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài băng bó lại. Ngài đánh đau, nhưng tay Ngài lại chữa lành. Ngài sẽ giải cứu anh khỏi 6 cơn hoạn nạn, cả đến cơn thứ 7, tai họa cũng không chạm đến anh. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu anh khỏi chết, và trong chiến tranh khỏi họa binh đao, anh sẽ được che chở khỏi hiểm nguy của lưỡi, chẳng hãi hùng khi tai họa xảy ra. Anh sẽ cười trước tai ương và đói kém, trước thú rừng anh cũng chẳng sợ chi. Vì anh lập giao ước với đá ngoài đồng ruộng, và các thú hoang sẽ hòa thuận với anh. Anh sẽ thấy trại mình được an ổn, kiểm lại bầy anh chẳng thấy thiếu bất chi. Anh cũng biết con cháu mình sẽ đông đúc, và dòng dõi anh nhiều như cỏ ngoài đồng. Anh sẽ được tuổi cao khi vào phần mộ, như bó lúa thu hoạch đúng kỳ. Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu và là sự thật. Anh hãy nghe và nhận biết cho mình. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Gióp đoạn 5 câu 7. Nhưng loài người sinh ra để chịu khốn khó, hệt như tia lửa bay vút lên không trung. Trong thời hoàng kim của radio, Fred Allen, sinh năm 1894, mất năm 1956, đã dùng nghệ thuật bi quan hài hước để đem lại tiếng cười cho thế hệ sống dưới bóng của sự suy thoái kinh tế và một thế giới ngập tràn chiến tranh. Sự hài hước của ông sinh ra từ chính nỗi đau của bản thân. Mẹ mất từ khi chưa được 3 tuổi. Sau đó ông phải chia cách với người cha nghiện ngập của mình. Ông từng cứu một cậu bé khỏi dòng xe cộ đông đúc của thành phố New York với câu nói đáng nhớ: "Cháu làm sao thế? Cháu không muốn lớn lên và gặp rắc rối sao?" Cuộc đời của Job đã diễn ra trong chủ nghĩa hiện thực hỗn loạn như thế, khi những lời nói bày tỏ đức tin ban đầu dần nhường chỗ cho tuyệt vọng, thì người bạn của ông lại càng nhân nỗi đau của ông lên gấp bội như xác muối và vết thương. Với những lập luận có vẻ đúng, họ khăng khăng cho rằng nếu Gióp thừa nhận lỗi lầm của mình và học từ sự sửa trị của Chúa, ông sẽ tìm được sức mạnh để mỉm cười khi đối diện với nan đề. Những người an ủi Gióp dù có ý tốt nhưng họ đã sai lầm. Họ không thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó mình sẽ là ví dụ cho câu bạn bè mà đối xử với nhau như kẻ thù. Họ không tưởng tượng được sự nhẹ nhõm của Gióp khi cầu nguyện cho họ, hoặc vì sao cuối cùng họ lại là người cần lời cầu nguyện. Họ không thể tưởng tượng được mình là hình bóng cho những kẻ buộc tội Đấng đã chịu đau khổ vì bị hiểu lầm, đến mức trở thành nguồn vui mừng lớn nhất của chúng ta. Những người khác đánh giá sai về bạn ra sao, và bạn cảm thấy thế nào? Có khi nào bạn có thái độ chỉ trích người khác dù chưa hiểu rõ nỗi đau của họ không? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cha ơi, giống như những người bạn của Gióp, con có khuynh hướng cho rằng những nan đề người khác đang đối diện là điều họ đáng phải nhận. Hôm nay, xin giúp con sống trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài thay vì nuôi dưỡng lời lẽ và tư tưởng của người buộc tội. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.